Đài truyền hình SET và International Home Shopping xin trân trọng giới thiệu dòng sản phẩm cao cấp thượng hạng Hắc Sâm từ công ty Gunsum Premium, độc quyền phân phối. Hắc Sâm khô là bước đột phá mới trong công nghệ sản xuất và chế biến nhân sâm của người Hàn Quốc. Hắc Sâm được tinh luyện từ nhân sâm tươi Hàn Quốc 6 năm tuổi, trải qua 9 lần hấp sấy. Và trên thị trường hiện nay thì Hắc Sâm là sản phẩm chứa hàm lượng saponin cao nhất, vượt trội hơn hẳn hồng sâm và các loại nhân sâm khác. Hàm lượng saponin trong Hắc Sâm gấp khoảng từ 7 đến 30 lần hồng sâm. Hắc Sâm gum sâm có công dụng như hồng sâm nhưng mạnh hơn nhờ vào hàm lượng saponin vượt trội so với hồng sâm. Hắc Sâm có tác dụng giảm các triệu chứng như mệt mỏi và tác dụng phụ, và đặc biệt kích thích giải phóng insulin, tác dụng làm giảm đường huyết và làm giảm các triệu chứng chóng mặt, đau ngực, khát nước, mệt mỏi, suy thận, hoại tử, v.v. Hắc Sâm còn có tác dụng như là bảo vệ gan, hạ thấp cholesterol, giúp tăng hồng cầu, tạo mạch máu và giúp chống lão hóa, duy trì tuổi xuân. Hắc Sâm đặc biệt thích hợp cho mọi lứa tuổi, nhất là với người cao tuổi. Đây chính là món quà biếu tặng đầy ý nghĩa cho sức khỏe cho mọi gia đình. Xin hãy liên lạc với chúng tôi, International Home Shopping, 1-888-688-2999. Xin được gửi lời chào tối nay đến quý vị cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng ngày hôm nay. Hôm nay thì chúng tôi có mời một người khách rất là đặc biệt mà quý vị đã cùng từng gặp gỡ nhiều lần trao đổi với chúng tôi trên đài truyền hình SET. Hôm nay thì Du Tăng Thích Minh Tấn đến với tư cách là một tu sĩ Phật giáo ở hải ngoại, và chúng tôi nhìn lại tất cả những sự kiện liên quan đến tình hình Phật giáo tại quốc nội, và đặc biệt là một trong những sự kiện làm cho người ta nói đến rất nhiều, đó là Thượng tọa Thích Chân Quang và Thầy Thích Minh Tuệ. Và chúng tôi xin gọi lời cảm ơn đến Thượng tọa Thầy Du Tăng Thích Minh Tấn đến đây cùng với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Dạ, kính chào anh Đoàn Trọng của đài SET. Dạ, kính chào quý khán giả con Du Tăng Thích Minh Tấn. Budam Saranam Gacchami, Damam Saranam Gacchami, Sanham Saranam Gacchami. Kính chào. Vâng, cảm ơn Thầy đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu có thể được Thầy cho biết một vài ít quá khứ trước khi Thầy trở thành một trong những cái tu sĩ Phật giáo ngày hôm nay dưới cái tên là Du Tăng Thích Minh Tấn. Thế thì trước kia lúc còn ở tại Việt Nam, Thầy cũng sinh hoạt trong giáo hội, cũng đi đến chùa thường xuyên lễ bái Phật như vậy phải không thưa Thầy? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, con ngày xưa đó, thì cũng theo mẹ đi đến chùa. Bởi vì nên cái nền văn hóa của việc trong gia đình của mình là thuần, coi như là thuần túy và thuần túy theo đạo Phật. Dạ, vâng. Dạ, thì qua đây thì cũng có một thời gian cái biến cố nó xảy ra đó là dạ. Vợ 18, sư 20, vợ 20, Minh Tánh 22 đi vượt biên, rồi vợ bị hãm hiếp giết chết trên biển. Bởi vậy xảy ra biến cố như vậy đó. Có hai đứa con, một đứa bây giờ là thiếu tá thuộc lục chiến, sắp lên trung tá rồi. Yeah. Còn một đứa thì nó thành công ở San Francisco. Từ cái biến cố đó, sư trở nên, hồi con cái còn nhỏ đó thì làm, thì cũng hư hỏng, làm bất cứ chuyện gì để kiếm tiền nuôi con. Nó sa vào nhiều cái đường tội lỗi. Nhưng mà sau khi vào tù, rồi ra tù, vào tù cái gặp được cố đại lão hòa thượng pháp chủ Thích Giác Nhiên dạy dỗ đó. Yeah. Sau khi ra tù thì sư Minh Tánh xuất gia đi tu. Cảm ơn Du Tăng đã chia sẻ với cái cá nhân của Du Tăng đến với khán thính giả chúng tôi. Thế từ cái lúc mà Du Tăng bước vào cái con đường hành đạo của Du Tăng với chân lý của nhà Phật, có khi nào Du Tăng trở về lại Việt Nam, nơi quê hương của Du Tăng, thăm những cái ngôi chùa, những cái nơi mà trùa nhỏ gắn liền với Phật giáo của Du Tăng không thưa Du Tăng? Dạ. Dạ, kính thưa anh Đoàn Trọng, là 41 năm nay rồi, quý vị biết rồi, con chó sói đó, nó chết 3 năm còn quay đầu về núi, con cá sao mành nó lội ra biển cả, con rùa nó lội ra biển cả, xong rồi nó cũng trở về chôn nhau cắt rúng mà sanh đẻ hay là chết.
Còn huống chi mình cũng nhớ quê hương lắm, lưu vong viễn xứ mà cũng nhớ quê hương lắm. Nhưng mà cái nhiệm vụ của sư Du Tăng Thích Minh Tánh là missionary, là international national traveling missionary Buddhist monk, nghĩa là Du Tăng đi truyền giáo á, truyền giáo khắp các nơi trên thế giới, từ Việt Nam qua Campuchia, từ Campuchia qua Thái Lan, từ Thái Lan qua Philippines, từ Philippines qua Tokyo, từ Tokyo qua Hồng Kông, qua Australia, Germany, France, Canada, từ Thái Bình Dương đến Đại Tây Dương, từ Pacific Ocean đến Atlantic Ocean. Đó là coi như là trùng khơi vạn lý, đường xa vạn dặm, nước Mỹ là đi nát hết mấy chục năm nay rồi. Bởi vì cũng cố gắng hết sức. A Di Đà Phật. Vâng. Kính thưa Du Tăng, gần đây thì chắc Du Tăng đã theo dõi một vài cái sự kiện liên quan đến Phật giáo Việt Nam tại quốc nội. Cái điều mà chúng tôi vừa mới nhận được ngày hôm qua, tất nhiên là ngày 19 tháng 6 ở tại Việt Nam, thì họ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có một cái quyết định kỷ luật Thượng tọa Thích Trân Quang. Trân Quang, dạ vâng. Thượng tọa Thích Trân Quang là một người đã từng đi theo thầy Trân Từ, Hòa thượng Trân Từ, và sau đó thì Hòa thượng Thanh Từ. Thượng tọa Hòa thượng Thanh Từ, và sau đó thì ngài về riêng và lập một cái ngôi chùa ở tại gọi là ở tại Vũng Tàu, ở tại Bà Rịa. Dạ. Vâng. Thế thì cái chuyện nó vẫn bình thường, thầy có một cái trang mạng, thầy có những cái bài diễn thuyết rất nhiều. Nhưng gần đây thì người ta cũng đề cập đến Thượng tọa Thích Trân Quang với một cái vấn đề liên quan đến vấn đề gọi là cúng dường. Dạ. Thế thưa Du Tăng Thích Minh Tánh, có khi nào trong cuộc đời của Du Tăng đi truyền đạo, lúc nào cái nhiệm vụ của Du Tăng như vậy, có khi nào Du Tăng nói cho tất cả những cái người gọi là tín đồ Phật tử hay là những người ngoài Phật tử biết rằng quý vị cúng dường cho chùa, quý vị giúp cho người này người nọ để mai mốt con của quý vị giàu có làm ăn nên không thưa Du Tăng? Dạ, kính thưa anh Đoàn Trọng, dạ kính thưa quý khán giả, là thiện ác đáo đầu chung hữu báo, cao phi diễn tảo giả nan tàn. Nghĩa là ngày xưa quả báo thì chày, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền, điểm điểm đích đích bất sai di, nghĩa là không bao giờ sai chạy. Dạ, kính thưa quý vị, là thầy Trân Quang là một người cũng giỏi đó, cũng giỏi, và là đệ tử của thầy Hòa thượng Thích Thanh Từ, rồi bị Hòa thượng Thích Thanh Từ đuổi, coi như là ra khỏi tăng đoàn. Thì ngài cũng thì thầy cũng buồn lắm, nhưng mà có một người đệ tử xin tạm giấu tên theo lời yêu cầu, xin tạm giấu tên. Người đệ tử đó là đại gia, đã giúp Hòa thượng Thanh Từ rất là nhiều, và rồi bỏ ngài Thanh Từ là đi theo tiếng coi như lời kêu gọi của thầy Thích Trân Quang, bỏ cái vị đó theo, đã cũng như là đã mở chùa chiền cho thầy Thích Trân Quang. Nhưng mà thầy Thích Trân Quang đã có những hành vi hành động coi như là bắt đầu lên báo chí đó, là lên báo chí đã đăng ra, và là thâu âm là ngài đã coi như là vấn đề mà coi như là dâm dục, và bị phạm vào dâm dục, rồi mất uy tín, bị thưa gửi đủ thứ, mà nhiều đơn đã thưa kiện lắm, nhiều đơn thưa kiện lắm, mà tại vì hồi đó đó vào cái thập niên mà vào khoảng 10 năm trước thì thầy Trân Quang rất là hung mạnh, sức mạnh của thầy mạnh lắm. Ngài coi như thầy Trân Quang là tự chưng là con cháu của Hồ Chí Minh. Đó, rồi thấy cái thế lực rất là mạnh vô cùng luôn, có được sự bảo trợ của chính phủ, nên thầy Trân Quang rất là tự tung tác quái, nói những điều mà kinh hoàng, nói những điều không thể nào tưởng tượng được, rồi giảng sai chánh pháp. Nhưng mà cái đó là chuyện của thầy làm, thầy mang tội. Nhưng sư Du Tăng Thích Minh Tánh là lên tiếng phản đối, là ngày sửa kinh sách, sửa giáo luật, coi như là cái giới luật của Đức Phật, ngài sửa đổi luôn, còn cái việc cúng dường đó, ngài giảng thiệt là bậy bạ vô cùng, đó làm cho coi như là lũng đoạn, là phá hoại trong Phật pháp. Ngài chỉ biết tiền thôi,
ngài chỉ biết tiền thôi đó. Ngài Phật bỏ sang chọn hèn, bỏ giàu chọn nghèo đó, Phật bỏ cung vàng địa ngọc vinh hoa phú quý để tìm đường giải thoát, mà bây giờ mình lại đi tìm con đường giải thoát mình đi ngược lại lời Đức Phật mà lại phỉ báng nữa. Bởi vậy ngài Chơn Quang, ngài Chơn Quang không dạy cho Phật tử biết là cái cách bố thí, chỉ biết là bố thí là lấy tiền bố thí thôi, là ngài mỗi lần nói cái gì là cũng ra tiền không. Nếu bởi vì Phật tử là bất mãn vô cùng, là có năm hạng bố thí mà ngài không dạy. Hạng thứ nhất là coi như là tài thí, pháp thí, coi như là vô ý thí, bố thí bất kịch ý và bố thí ba la mật. Nghĩa là rượu thịt không dùng, của cải không tham, ân ái không luyến, nhơ ngã không tranh và tội ác không làm, ngài không dạy. Quý vị A Di Đà Phật. Vâng, cảm ơn Du Tăng. Quý vị đang cùng với Du Tăng Thích Nguyên Cân qua cái chương trình phóng sự cộng đồng ngày hôm nay, và chúng ta lần lượt xem lại tất cả những diễn biến xảy ra xung quanh tất cả những cái động hương Phật tử của chúng ta, cũng giống như sự kiện của thầy Thích Minh Tuệ tại Việt Nam, và chúng ta trở lại với quý vị trong giây lát. Venus Ginseng USA là công ty đầu tiên nghiên cứu, sản xuất và đưa hắc sâm Hàn Quốc 6 tuổi vào Hoa Kỳ. Sản phẩm hắc sâm được đài truyền hình SET bảo chứng về chất lượng. Hắc sâm cao cốt 240 g với hàm lượng ginsengoside cao nhất trên thị trường, với công dụng bồi bổ cơ thể, nâng cao trí nhớ, giảm cholesterol và cải thiện bệnh tiểu đường. Giá 360 đô mua 2 tặng 1. Hắc sâm nước cô đặc Power Time hộp 30 gói rất tiện dụng, giá 180 đô mua 2 tặng 1. Hắc sâm viên tinh chất 180 viên, giá 320 đô mua 2 tặng 1. Venus Ginseng Beauty Forever là sản phẩm kết hợp giữa hắc sâm 6 tuổi và những liệu chất tuyệt vời. Sản phẩm với hai dạng, viên tinh chất giá 270 đô hộp 180 viên, dạng nước giá 260 đô hộp 30 gói, mua 2 tặng 1. Ngoài ra, khi order các sản phẩm hắc sâm Hàn Quốc, quý khách sẽ còn được nhận thêm nhiều quà tặng hấp dẫn, giá trị và đầy bất ngờ. Venus Ginseng USA, liên lạc order tại 714-868-6868 hoặc order online tại sethomeshopping.com. Vâng, kính thưa Du Tăng, thì lẽ dĩ nhiên chúng ta thấy giữa cái lúc mà cái niềm tin nó bị lung lạc qua những cái lời tuyên bố, qua những cái thuyết pháp của những người trong giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong đó điển hình là có thầy Chân Quang, Thượng tọa Thích Chân Quang. Nhưng mà trong lúc đó thì chúng ta cũng phải nói có một cái niềm tin lại được vực sáng lên ở trên cái nền trời của Việt Nam ngày hôm nay. Đó là một người lớn lên từ Hà Tĩnh, năm nay 44 tuổi, bây giờ dưới một cái danh hiệu là thầy Thích Minh Tuệ. Với đôi chân, và ông có một cái hạnh rất là khổ cực, và hạnh 13 cái hạnh đầu đà của ông. Thế thì thưa thầy, liệu giáo hội đã nhìn nhận những cái lời tuyên bố của Thượng tọa Thích Chân Quang nó không phù hợp với cái lối gọi là truyền đạo Phật giáo, cũng như giảng dạy cái những cái tin Phật, đức tin, tin và tất cả các điều mà Phật đã dạy lại chúng ta. Thì lẽ nhiên giáo hội kỷ luật thầy Thích Chân Quang, nhưng có một điều, thế tại sao giáo hội không ngỏ lời xin lỗi thầy Minh Tuệ, là ông đi tu không có làm phiền ai hết, không có làm cái gì có thể nói gây nên sự mất công bằng đối với người khác. Ông chỉ xin những cái bữa ăn đơn sơ mà thôi, tiền ông không lấy, rượu chè gì ông cũng không có, ông chỉ uống nước lạ mà thôi, áo quần chỉ có vài ba bộ đồ với là có thể nói những cái miếng vải rách ông khấu lại. Thế thì bây giờ mình là nói tao người thế này thế nọ thế kia, thế cả cái giáo hội như vậy, và thầy cũng thấy rõ ràng mình kỷ luật ông Thích Chân Quang, thế tại sao mình không có những cái lời xin lỗi với ông Thích Minh Tuệ? Mô Phật. Dạ, kính thưa anh Đoàn Trọng cùng chư khán giả, là sư đã nói mấy tuần rồi, nhưng mà cái lời nói của sư nó không có được mạnh bằng anh Đoàn Trọng. Anh Đoàn Trọng là một ký giả nhà báo, một phóng viên. Dạ không ơi. Một phóng viên nổi tiếng là coi như là ở coi như là miền Nam Cali này, đó trên thế giới đều biết. Bởi vì cái lời nói của anh có thể là mạnh hơn sư Minh Tánh rất là nhiều. Đó, ngoài cái việc kỷ luật ra còn phải là xin chính phủ coi như là nhà nước Việt Nam và giáo hội Phật giáo Việt Nam phải coi như là nói cho ông Chơn Quang được coi như là có một lời xin lỗi, có một cái tạ lỗi, tạ lỗi xin lỗi. Tại vì
ông Trơn Quang đã phỉ báng. Cái này là một cái quả báo hiện tiền, ngày xưa quả báo thì chày, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền. Chửi một người mà một người đâu phải là thường, là thần tăng Thích Minh Tuệ, không phải là thường, một coi như là một siêu nhân, và coi như là một người lừng danh trên thế giới giờ đó, mà chửi một người, mà chửi một người, phỉ báng một người mà đó vậy đó, thì bởi vậy nên phải có một, phải có trước tiên, thí dụ như Giáo hội Phật giáo Việt Nam trừng trị gì đó thì sư không biết, nhưng mà phải có một lời xin lỗi chính thức. Dạ, vâng. Dạ, để cho toàn dân được coi như là dạ, được, phải phải được biết. Dạ. Cái lời tạ lỗi của thầy Trơn Quang. A Di Đà Phật. Vâng, cảm ơn Du Tăng. Thì chắc là Du Tăng cũng biết rồi, hiện nay thì có thể chúng ta không biết có người nào họ không biết đến thầy Minh Tuệ hay không, nhưng mà hình như phần lớn tất cả mọi người ở Việt Nam và trên toàn thế giới này đều biết một vị gọi là thầy Thích Minh Tuệ. Dạ. Ông ta không đi, có đi vào chùa, nhưng bây giờ ông ta không thuộc vào một cái giáo phái nào, nhưng ông không bao giờ làm phiền hay có những cái lời nói nào có gì ảnh hưởng đến tất cả những ngôi chùa, tất cả những thầy, những người lãnh đạo của giáo hội. Và thưa Du Tăng Thích Minh Tấn, thế thì bây giờ cái việc chúng ta nói mang đi bôi nhọ và có thể là làm mất cái danh dự của thầy Minh Tuệ, đến lúc thầy Trân Quang không nói thì giáo hội có nên nói hay không? Dạ, hay quá. Anh thiệt, anh Đoàn Trọng là một cái, đã có một cái trí lực mới nói được những điều đó. Thật sự ra đó, thật sự ra rất là buồn, sư Minh Thánh cũng rất là buồn, tại vì Giáo hội Phật giáo Việt Nam không công nhận thầy coi như là thần tăng Thích Minh Tuệ, mà thật sự ra ngài có cái lực tại sao mà làm chấn động thế giới, mà mọi người đều kính ngưỡng, là tại sao? Tại vì ngài có coi như là tứ hạnh là giới hạnh, đạo hạnh, công hạnh và đức hạnh. Đó, ngài có ngũ lực là tính, tấn, niệm, định, huệ. Tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Ngài có thập không, mình có coi như Quán Tự Tại Bồ Tát, Hành Thâm, Bát Nhã, Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, mình chiếu kiến ngũ uẩn giai có. Ngài ngược lại với mình, ngài có coi như là danh không ham, lợi không muốn, tài không màng, sắc không nhiễm, đó là tứ không. Thập giới, giới là coi như là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, là không tham, không sân, không si, không mạn, không nghi, không ác, không kiến, đó là thập không. Bởi vì ngài làm chấn động thiên địa trời đất, đó, cái ngài đi ngược lại thế gian, ngài đi ngược lại thế gian. Bởi vậy hôm nay là anh Đoàn Trọng cùng sư Du Tăng Thích Minh Tấn dập đầu Giáo hội Phật giáo Việt Nam là phải kỷ luật, và phải ra một cái coi như là cái thông báo, ra một cái coi như là cái xác lệnh là của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là phải nói thầy Trơn Quang phải đích thân để tạ lỗi, xin lỗi. Tại vì mình có lỗi, cũng như sư Du Tăng Thích Minh Tấn có bất cứ nhiều cái lỗi lầm là coi như là trong thời quá khứ, nhưng mà sư Minh Tấn đã dập đầu cúi đầu tạ lỗi, thì ai có lỗi, mình có lỗi thì mình phải biết xin lỗi chứ, mình phải biết hối lỗi đó, phải biết sám hối đó. Tội ác dầu lớn đầy trời, thành tâm sám hối tội thời tiêu tan. Ngài Ưu Quật Ma La, Đề Bà Đạt Đa, Vua A Xà Thể, giết cha hại mẹ, giết người hại vật, giết Phật luôn hại đời, mà còn sám hối mà được coi như là sau này thành Phật quả, mà huống chi là sư hay là anh Trơn Quang đó. Bởi vậy nên xin đó là sẵn tiện hôm nay với cái đài xét coi như là TV và cái lời nói của ký giả Đoàn Trọng, thì sư xin con một lần nữa dập đầu cúi Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải coi như là phải thanh bạch, coi như là phải sáng suốt rõ ràng, phải minh bạch để mà làm sáng tỏ để cho toàn dân được coi như là yên tâm. Chứ không thôi bây giờ coi như là cái làn sóng mà chống đối, cái làn sóng phỉ báng nó tràn ngập hết. À, vậy đó là nó không được đó, phải làm cho cái dư luận nó được an vui và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Vâng. Cảm ơn Du Tăng Thích Minh Tấn. Thế giờ bây giờ trở lại trong những cái sự kiện chúng ta đã vừa nghe, tất cả các người tu sĩ họ kêu gọi cúng dường. Nếu không có cúng dường thì làm sao chúng ta có phương tiện để có thể là sinh hoạt giống như là truyền giáo, cũng giống như là làm cho cái đạo Phật nó được mở ra những cái
điều những cái điều kiện vật chất để giúp tất cả các tín hữu được có quyền hiểu biết thêm về Phật giáo. Thì lễ nhiên cúng dường là cái điều rất tốt, không thể nào mà chúng ta không nói được. Nhưng mà thưa Du Tăng nhìn qua cái sự kêu gọi cúng dường ở tại Việt Nam ngày hôm nay, với những cái ngôi chùa mà chúng ta thấy có thể nói đồ sộ, có thể đủ hết mọi cái tiện nghi, nhưng chúng ta cần cái nội tâm, cần tất cả những cái sự giáo dục, cần tất cả những sự hướng dẫn tinh thần. Thì Du Tăng có đồng tình với cái sự phát triển vật chất nhưng không có cái vấn đề tinh thần thì là một cái điều thiếu sót không, thưa Du Tăng? Dạ, kính thưa anh Đoàn Trọng, và dạ, con dập đầu cúi lại giáo hội, là cũng như các ngài, các người có thẩm quyền, các chính phủ có thẩm quyền hay là giáo hội có thẩm quyền đó, thì nên đào tạo cái người có đức, chứ đừng có đào tạo cái người có tài, cái miệng lưỡi đó, cái đào tạo cái người có huệ, có đức. Vậy đó, có đức, tại đức trọng quỷ thần kinh. Khi mình có đức mặc sức mà ăn, có đức mặc sức mà hưởng. Khi mà đào tạo một người có đức rồi thì tự động người ta cúng dường cho, không thể nào cơ mang nào mà nói nổi. Đó, quý vị tạo, tạo nên những người có tài, nhưng mà có tài không có đức, là chữ tài liền với chữ tai một phần. A Di Đà Phật. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng, và đặc biệt hôm nay chúng tôi có sự tham dự của Du Tăng Thích Minh Tấn, lễ nhiên ông với hai bàn tay trắng, và ông chỉ có một công việc đi truyền giáo ở khắp nơi ở tại Hoa Kỳ. Tôi không quá đi sâu vào cái vấn đề tài chính cuộc sống của ông như thế nào, nhưng đây là một trong những người mà trong cộng đồng thường xuyên bắt gặp. Và hôm nay thì qua cái vấn đề thầy Minh Tuệ ở tại Việt Nam, cũng giống như Thượng tọa Thích Trân Quang, thì chúng tôi có ngỏ ý mời thầy lên để chia sẻ những cái cảm nhận của thầy về sinh hoạt Phật giáo tại hải ngoại này với cá nhân những vị nhân tu như thầy Du Tăng Minh Tấn. Và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong chốc lát. Gương sâm premium độc quyền phân phối. Hắc sâm khô là bước đột phá mới trong công nghệ sản xuất và chế biến nhân sâm của người Hàn Quốc. Hắc sâm được tinh luyện từ nhân sâm tươi Hàn Quốc 6 năm tuổi, trải qua 9 lần hấp sấy. Và trên thị trường hiện nay thì hắc sâm là sản phẩm chứa hàm lượng saponin cao nhất, vượt trội hơn hẳn hồng sâm và các loại nhân sâm khác. Hàm lượng saponin trong hắc sâm gấp khoảng từ 7 đến 30 lần hồng sâm. Hắc sâm gươm sâm có công dụng như hồng sâm, nhưng mạnh hơn nhờ vào hàm lượng saponin vượt trội so với hồng sâm. Hắc sâm có tác dụng giảm các triệu chứng như mệt mỏi và tác dụng phụ, và đặc biệt kích thích giải phóng insulin, tác dụng làm giảm đường huyết và làm giảm các triệu chứng chóng mặt, đau ngực, khát nước, mệt mỏi, suy thận, hoại tử, v.v. Hắc sâm còn có tác dụng như là bảo vệ gan, hạ thấp cholesterol, giúp tăng hồng cầu, tạo mạch máu và giúp chống lão hóa, duy trì tuổi xuân. Hắc sâm đặc biệt thích hợp cho mọi lứa tuổi, nhất là với người cao tuổi. Đây chính là món quà biếu tặng đầy ý nghĩa cho sức khỏe cho mọi gia đình. Xin hãy liên lạc với chúng tôi, International Home Shopping, 1-888-688-2999. Cảm ơn quý vị vẫn cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng ngày hôm nay, và có sự hiện diện của Du Tăng Thích Minh Tấn. Thưa Du Tăng, thì tôi biết rằng Du Tăng cũng có thể nói đi đây đi đó khắp nơi ở tại Hoa Kỳ này, nhưng mà có khi nào trước khi mà cái sự kiện của thầy Minh Huệ bộc phát ra ở trên toàn thế giới này, Du Tăng có khi nào nghĩ một người 44 tuổi lớn lên cũng vẫn sinh hoạt bình thường, đi bộ đội, làm đi về trở lại đi học đại học, rồi đi làm ngành địa chính, bỏ hết, bỏ cả gia đình, không có một cái gì hết, ra đi với hai bàn tay trắng, với một cái bình bát, với một cái áo thôi, đi không có giày, không có dép. Có khi nào Du Tăng nghĩ cái hình ảnh đó có thật sự không, Du Tăng? Dạ. Dạ, kính thưa ký giả nhà báo Đoàn Trọng, và dạ, kính thưa quý vị, là cái đó là, cái đó là cái thực sự rồi, chứ có nghĩ gì nữa. Bây giờ không còn nghĩ gì nữa, cái chuyện đó sự thật, nó là sự thật. Đó, vậy đó, ngài coi như ngài Minh Tuệ, ngài Minh Tuệ là một cái ngài ngài không phải là con người. Xin lỗi, ngài không phải là con người. Người ta hỏi vậy là ngài là cái gì? Ngài là một ông thần, ngài là một siêu nhân, ngài đi ngược lại cái thế gian, ngài đi ngược lại đó, ngài đi ngược lại cái vào cái hơn 2500 năm về trước đó, ngài làm chấn động thiên địa, nhưng ngài có công với tổ quốc, với đất nước, ngài có công với thế giới nhân loại, nhưng mà ngài có tội với coi như là tà sư ác tăng, ngài có tội, tại vì ngài làm coi như là làm ngài làm
lúng đoạn hết, Ngài làm chấn chỉnh Phật giáo. Vì Ngài mà coi như là người ta có cái nhìn với Phật giáo nó khác, nhưng người ta quay lưng, người ta quay lưng xin lại quý vị, từ ngày có sư Minh Tuệ đó, người ta lại quay lưng với giáo hội, người ta quay lưng lại với những người tu. Tại vì quý vị đừng qua được cả năm, ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có người khùng người điên. Còn lại quý vị đừng nên mà qua được cả năm mà phỉ báng những người khác. Tại vì những người tu khác đó quý vị mà không hiểu, quý vị phỉ báng chung. Tại vì con sâu làm sâu nội canh thôi, có những người nào thôi, thí dụ như Dũng Đức hay là Trân Quang hay là một hai người thôi, mà quý vị phỉ báng cả giáo hội là không được, là quý vị sẽ mang tội đọa địa ngục. Phỉ báng tăng đoàn quý vị sẽ đọa địa ngục đó. Sư Minh Tánh quan niên và lên tiếng để không phải là Sư Minh Tánh có sự binh vực, nhưng mà quý vị phải biết rồi đó, cái như bàn tay quý vị có ngón dài ngón ngắn ngón cao ngón ốm, người cũng có người này người khác, ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có người khùng người điên. Quý vị ơi, quý vị quơ đũa cả nắm là quý vị mang tội. Nhưng mà cái vấn đề của coi như hiện tượng của Thích Minh Tuệ nó quá vĩ đại, nó quá coi như là nó một cái nền văn hóa coi như là tự hào cho Việt Nam của mình, một thần tượng, một idol thần tượng của Việt Nam mình. Rồi quý vị quên đi những người khác, ai dạy dỗ quý vị bao nhiêu năm nay, ai dạy dỗ quý vị và biết coi như là ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, nhân nào quả đó. Rồi bây giờ quý vị quay lưng lại với giáo hội sao? Đó, sư nói quý vị phải nghĩ lại nha. Quý vị đừng có đi quá chớn mà quý vị là thành gia cuồng. Rồi gia cuồng, mình từ bi phải có trí tuệ. Đó, từ bi mà không có trí tuệ đó là si mê. Có trí tuệ mà không có từ bi đó là ác đạo. Từ bi trí tuệ mới đi đến chỗ là Quang Trung Chí Tôn, Phật Trung Chí Dương mới giải thoát sanh tử. A Di Đà Phật. Cảm ơn Du Tăng Thích Minh Tánh. Nhưng mà thưa Du Tăng Thích Minh Tánh, thầy Minh Tuệ đi những cái bước đầu tiên, Ngài tỏa sáng và có thể nói Ngài làm cho mọi người nhận thức được cái giá trị đời sống của người chúng ta ở trên cái hành tinh này. Thế bây giờ bổn phận của chúng ta, khi chúng ta thấy được cái ánh sáng đó, chúng ta thấy được cái chân tướng của những người hướng dẫn chúng ta qua những cái hành động của Thích Minh Tuệ, thế thì bây giờ những người chúng ta, bất cứ ở cái tôn giáo nào, bất cứ ở một cái dân tộc nào, bất cứ một cái tổ chức chính trị nào, chúng ta phải có bổn phận như thế nào để gìn giữ và có thể tạo nên một trong những cái gọi là Thích Minh Tuệ ảnh hưởng và có lợi cho cái cộng đồng xã hội này, thưa hay quá. A Di Đà Phật. Và kính thưa ký giả Đoàn Trọng, kính thưa nhà báo ký giả Đoàn Trọng, kính thưa quý vị, đó cái lời anh Hoàng Trọng, Đoàn Trọng rất là coi như là Sư Minh Tánh dập đầu cảm ơn, bởi vì Sư Minh Tánh có làm một bài thơ cho thần tăng Thích Minh Tuệ, xin quý vị nghe rõ. Giải Nobel hòa bình thế giới trao cho Ngài Minh Tuệ thần tăng, đó vinh danh Minh Tuệ trên đời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Thích Minh Tuệ đầu đà khổ hạnh, hóa thần tăng lịch sử Việt Nam, chấn động thế giới 3000, im lặng sấm sét kinh hoàng thế gian. Thích Minh Tuệ kim cang bất hoại, như trăng rằm sáng tỏa đêm đen, như sao mai lấp lánh trên trời, tu thành Phật thần tăng Minh Tuệ. Đó, A Di Đà Phật, đây là lời chân thành. Đó, mình coi như là mình khen tặng, đó là quân tử, mà nịnh hót đó là tiểu nhân nha quý vị. Bởi vì mình phải có cái chánh kiến, rồi coi như chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, thì mình mới nói ra những lời chân thật được nha quý vị. Đó là những lời con chia sẻ. A Di Đà Phật. Thế thì thưa Du Tăng Thích Minh Tánh, Du Tăng cũng đã có những cái quá trình đi truyền giáo khắp nơi, đặc biệt nhất là tôi thấy ở tại Hoa Kỳ này. Thì cái nhiệm vụ tôi không thấy là thầy, đến bây giờ thì chưa thấy bao giờ Thích Minh Tuệ nói về vấn đề truyền giáo của Ngài, nhưng Ngài chỉ đi học một cái hành đầu đà của Ngài để có thể nói giải thoát ngay cho chính bản thân của Ngài, và có thể nói cái gương tỏa sáng cho khắp mọi người ở trên cái hành tinh này. Thế thưa bây giờ thì chúng ta có bổn phận thực tế là như thế nào? Chúng ta cứ đi theo để tạo nên một cái tình cảnh hỗn loạn mất trật tự, hay là chúng ta giúp sức cái gì? Tại vì Ngài đâu có nhận ai đâu, là không nhận đệ tử, Ngài cũng không nhận một cái đóng góp về vật chất nào cả. Thế cái vấn đề tinh thần bây giờ thì chúng ta phải làm cái gì? Tại vì nếu không khéo un tới bao nhiêu người thì có thể cái con đường tu tập của Ngài cũng có thể bị giới hạn và gây ra những cái vấn đề khó khăn cho nhà cầm quyền địa phương nữa, thưa Du Tăng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính thưa anh Đoàn Chồng cùng chư khán giả, là bởi vậy sư nói, sư gom gọn lại thôi nha, là cái mình phải có nhiệm vụ, tại chính người là mười ý. Và Du Tăng Thích Minh Tánh là người truyền giáo, Danh Tăng Thích Pháp Hòa là khẩu giáo, rất là dễ thương, làm chấn động mấy triệu người dùng những lời nói coi như là ái ngữ. Còn Thần Tăng Thích Minh Tuệ là đầu đà khổ hạnh, Du Tăng Khất Sĩ đầu đà khổ hạnh, Thích Minh Tuệ là dùng cái thân giáo truyền giáo, sư Du Tăng truyền giáo, coi như là Pháp Hòa là khẩu giáo, còn Minh Tuệ là thân giáo. Thân giáo, bởi vậy nên quý vị phải hiểu rõ ràng. Còn còn hiện tại bây giờ coi như là chung quanh Thích Minh Tuệ một rừng cưa gươm giáo, gươm giáo luôn. Bởi vậy nên á, sư mới cúi đầu xuống có một cái lời thỉnh cầu. Thỉnh cầu là coi như là thỉnh cầu coi như là Trung ương Đảng, thỉnh cầu Chính phủ Việt Nam đó, thỉnh cầu ông bà cô bác anh chị em khắp mọi nơi trên thế giới, trong và ngoài nước, là có một lời thỉnh cầu là sư Minh Tuệ là phải có cái có là hành trình về phương Tây. Tại sao hành trình về phương Tây đi Ấn Độ? Là tại sao? Là trong cái cuộc hành trình về phương Tây này á, từ ngàn xưa tới nay thầy tổ đều nói hành trình về phương Đông, nhưng mà Du Tăng Thích Minh Tánh là quyết định, là coi như là đây là một cái thông điệp để cho ngài, coi như là một lời thỉnh cầu để cho ngài, coi như là Du Tăng Thích, coi như Thần Tăng Thích Minh Tuệ là coi như là hành trình về phương Tây với cái mục đích gì? Mục đích là thử nghiệm, trải nghiệm, coi như là thử nghiệm, coi như là trắc nghiệm luôn. Đó là cái một cuộc thử thách, là coi như trường đồ truy mã lực, ngựa chạy đường dài mới biết ngựa hay ngựa dở. Tại ngài trong cái thế là có ba vấn đề rất là quan trọng. Bây giờ Minh Tuệ đó là mọi người trên thế giới đều tôn sùng ngài là một thần tăng thánh tăng, nhưng mà có nhiều người gọi là phản động, là coi theo một thế lực ngầm, có nhiều người gọi là coi như là đây là cái chiến dịch là cái chiến thuật chiến lược, là để coi như là làm cho ngài coi như là thần thánh hóa, thần thông hóa, rồi coi như là thần thánh hóa, thần thông hóa, hiện đại hóa, thần tượng hóa, coi như là huyền thoại hóa ngài vậy đó. Bởi vậy nên rất là quan trọng, quý vị xin quý vị phải trân tâm đế tính, suy nghĩ kỹ càng. A Di Đà Phật. Quý vị vẫn đang cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng ngày hôm nay cùng với Du Tăng Thích Minh Tánh, và trong chốc lát chúng tôi sẽ gặp lại quý vị ở phần cuối chương trình phóng sự cộng đồng tuần này. Venus Ginseng USA là công ty đầu tiên nghiên cứu, sản xuất và đưa hắc sâm Hàn Quốc 6 tuổi vào Hoa Kỳ. Sản phẩm hắc sâm được đài truyền hình SET bảo chứng về chất lượng. Hắc sâm cao cốt 240g với hàm lượng ginsengoside cao nhất trên thị trường, với công dụng bồi bổ cơ thể, nâng cao trí nhớ, giảm cholesterol và cải thiện bệnh tiểu đường. Giá $360, mua 2 tặng 1. Hắc sâm nước cô đặc Power Time hộp 30 gói rất tiện dụng, giá $180, mua 2 tặng 1. Hắc sâm viên tinh chất 180 viên, giá $320, mua 2 tặng 1. Venus Ginseng Beauty Forever là sản phẩm kết hợp giữa hắc sâm 6 tuổi và những liệu chất tuyệt vời. Sản phẩm với hai dạng, viên tinh chất giá $270, hộp 180 viên, dạng nước giá $260, hộp 30 gói, mua 2 tặng 1. Ngoài ra, khi order các sản phẩm hắc sâm Hàn Quốc, quý khách sẽ còn được nhận thêm nhiều quà tặng hấp dẫn, giá trị và đầy bất ngờ. Venus Ginseng USA, liên lạc order tại 714-868-6868 hoặc order online tại sethomeshopping.com. Cảm ơn quý vị vẫn cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng ngày hôm nay. Và một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn Du Tăng Thích Minh Tánh đã bỏ ít thời giờ đến đây. Và chắc là chúng tôi hy vọng rằng cái chương trình này ngài cũng sử dụng để có thể một phần nào trong cái vấn đề truyền giáo của ngài đến khắp nơi, đặc biệt chính là tại Hoa Kỳ, thưa Du Tăng Thích Minh Tánh. Thưa, cái điều mà chúng tôi muốn nói ở tại hải ngoại thì có thể tôi có cái cơ hội để gặp gỡ rất nhiều người, và tôi cũng có vấn đề trao đổi với một vài vị hòa thượng ở đây, cũng giống như một vài linh mục ở đây, thì tôi thấy phần lớn họ đều có một cái thiện cảm và họ rất đồng tình với cái bước tu hành của thầy Minh Tuệ. Nhưng bên cạnh đó thì chúng tôi thấy cũng có một vài nhân vật có thể nói tôi không hiểu với mục đích gì, và tôi cũng chưa hiểu cái sự việc họ làm
nhằm để lôi cuốn những ai và để làm gì, có hay là làm xáo trộn những bước đường đi tu tập của thầy Minh Tuệ, hay là làm cho thầy Minh Tuệ ngày càng thăng hoa hơn nữa thì tôi chưa biết. Nhưng mà với tư cách một dư tăng như thầy ở đây, thì liệu tất cả những người dân cử ở đây, tất cả những người nào mà gọi là có vấn đề giữ cái vai trò chính trị ở đây, có nên đưa ra những cái vấn đề đã phá người này, hay là yêu cầu phải làm việc này, việc nọ, việc kia đối với thầy Minh Tuệ không, thưa dư tăng Thích Minh Thanh? Nam mô A Di Đà Phật. Bởi vì nên anh Trọng hỏi thì phải trả lời. Dạ, anh ký giả Đoàn Trọng hỏi là phải trả lời chân thật nha quý vị. Coi như là nói như vậy là chính trị và tôn giáo, chính trị và tôn giáo giống như là đời và đạo thôi. Đó, đời mà làm đúng đó là đạo, đạo mà làm sai đó là đời. Chính trị và tôn giáo giống như là sống với nước, giống như là coi như là nó coi như là nó không thể tách rời, như là hình với bóng, như sống với nước vậy thôi, có một không có hai. Chính trị và tôn giáo giống như vợ và chồng, chính trị và tôn giáo như cá với nước thôi. Nói như vậy để cho quý vị hiểu rõ, cá mà thiếu nước là chết liền. Bởi vì có nhiều người với cái sự chân thành, nhưng mà cái nhiều người với cái sự mà coi như là về chính trị họ mới involve vào đạo giáo. Thật sự ra coi như là ngày xưa ngài Trần Nhân Tông cũng involve vào chính trị. Ngài Trần Nhân Tông là Phật hoàng đó, nước Việt Nam mình đó quý vị, cái thời cận đại đó. Thì nói chung là coi như là John Paul đệ nhị là Đức Giáo Hoàng cũng involve vào chính trị, là để coi như là giữ gìn nước Ba Lan bị Liên Xô nó tấn công vào Ba Lan. Rồi bây giờ mình nói tới Đức Dalai Lama cũng vì chính trị mà với Trung Quốc, với Tây Tạng. Rồi bây giờ mình nói thời cận đại thôi, là coi như là Ngài Thích Quảng Đức cũng involve vào chính trị đó, vào thời Ngô Đình Diệm đó. Bây giờ mình nói cận đại thôi, ngài coi như là gần nữa là coi như là Ngài Thích Nhất Hạnh cũng involve vào chính trị đó, là cũng involve vào chính trị đó. Bây giờ Minh Tuệ cũng vậy nữa. Chính phủ đã coi như là bộ đội công an, chính phủ đã nhảy vào cuộc rồi, đó là chính trị đó, đó là chính trị đó quý vị. Bởi vì nhiều người nói thiệt nha, sư nói thẳng luôn, nhiều người mượn gió bẻ măng, mượn hoa cúng Phật, mượn đầu heo nấu cháo, mượn đạo tạo đời, mượn chánh pháp để hành tà pháp. Bây giờ lại đây là một chiến dịch để coi như là tung ra. Bây giờ là có những cơ sở, những mua bán online, website, YouTube, magazine, coi như là trên truyền hình, trên tất cả Amazon rồi trên những cái magazine, những cái nói chung là bây giờ đó người ta sẽ, business. Dạ, business. Bây giờ người ta sẽ đầu tư vào cái coi như là làm cho coi như đánh bóng nổi bật lên, thần tượng hóa, thần thông hóa, thần thánh hóa, là huyền thoại hóa luôn đó. Người ta làm mà kinh hoàng luôn. Bây giờ coi như đổ bộ sang Mỹ rồi, đổ bộ sang Mỹ vào tuần này rồi quý vị, đã coi như là tất cả những business, những đổ bộ sang Mỹ rồi, thấy không? Trong một thời gian chớp nhoáng mấy tháng trời thôi mà khủng khiếp luôn. Nhưng mà sư có một điều sư nghĩ nè, sư sợ easy come là easy go, nó bung lên lẹ là sạp xuống lẹ, nó coi như là đến lẹ quá cũng đi lẹ, nó gọi là bạo phát về bảo tàng. Bởi vì nên cái trường, bởi vì sư Minh Tánh luôn luôn cân nhắc là trường đồ truy mã lực, ngựa chạy đường dài đường xa mới biết ngựa hay hay ngựa dở. Chứ mới có mấy tháng à mà coi như là tên tuổi và coi như là Minh Tuệ là coi như là chấn động thiên hạ, chấn động thế giới vậy đó. Bởi vậy nên cái gì cũng vậy, phải mạnh mẽ lý, từ từ cháu nó nhờ quý vị ơi. Web MC A Di Đà Phật. Như vậy thì thưa Du Tăng Thích Minh Tấn, liệu tất cả những cái lời kêu gọi của những nhiều nhân vật dân cử ở đây, tôi không mình chưa biết họ có cái liên hệ như thế nào với Việt Nam, để biết về tất cả những hành trình, những mục đích và cái cuộc đời tu tập của thầy Thích Minh Tuệ qua cái hạnh đầu đà của ngài. Thế thì bây giờ liệu chúng ta nên theo dõi ngài, cầu xin cầu nguyện cho ngài, hay là chúng ta vận động để thế này thế nọ thế kia rồi có thể nói đã phá nhóm này đã phá nhóm nọ, theo Du Tăng thì Du Tăng nghĩ như thế nào? Dạ, bây giờ có hai người, một là bà coi như là bà nghị sĩ gì đó, Michelle Steele thì sư cũng nghe qua. Dạ, Michelle Steele chúng có gặp qua, có nói chuyện qua,
với Michelle Steele, với hơn nữa là dân biểu Tạ Đức Trí của tiểu bang, bà Michelle Sands, coi như là Michelle Steele đó. Yeah, Michelle Steele là dân biểu liên bang. Là dân biểu của liên bang. Bởi vậy nên bây giờ đó involve vào cuộc, thật sự ra các linh mục, cha xứ, linh mục là các mục sư đều involve vào hết rồi. Dạ, vâng. Là tại vì cái sự kiện này nó không phải là thường. Bởi vậy nên họ phải có cái tiếng nói trong cộng đồng, cái tiếng nói cho giáo dân, cái tiếng nói cho đồng bào. Bởi vậy nên nó, mọi mặt về, bởi vậy nên á, bởi vì chính trị mới nhảy vào là như vậy đó. Chính trị và tôn giáo đều đồng hành hết. Bởi vậy xin nói lặp lại một lần nữa thì như chính trị và tôn giáo là vợ với chồng thôi, là cá với nước á, không thể tách rời. A Di Đà Phật. Vâng, vừa rồi là một vài cảm nghĩ của một du tăng, có thể nói rằng là một cái thời gian dài ông đã du tăng đã đầu tư vào trong cái việc truyền giáo của ông, và chúng tôi cũng nhận thấy ông chưa có một cái hành động cụ thể nào kêu gọi đóng góp, kêu gọi chúng ta làm cái vấn đề mà ở trên TV, trên YouTube để kêu gọi là cái tiền là gọi là gì ta? Là cũng như gây quỹ, rồi nó gây lộn luôn. Vâng, chúng tôi cũng thấy du tăng chưa bao giờ gắn đề gây quỹ vấn đề, mà liệu chúng ta có cần làm những cái công việc đó với du tăng, theo du tăng nghĩ thì chúng ta cần làm những cái công việc đó với một vị tu hành như thầy Thích Minh Tuệ không, thưa du tăng? Bây giờ người ta đã nói rồi, mượn đạo tạo đời, mượn chánh pháp để hành tà pháp, nó lợi dụng vào cái quyền năng của Minh Tuệ. Bởi vì quyền năng của Minh Tuệ hiện tại, cái sức mạnh vạn năng, cái sức mạnh như đá lăm châm phúc sắc vậy đó, nói thẳng cho quý vị biết đó, lợi dụng vào bây giờ nó nhiều tổ chức kinh doanh, nhiều tổ chức chính trị vậy đó. Bởi vậy nên á, bởi vậy sư đã nói rồi mà, ở có nhiều mặt, có nhiều người lại quý vị thấy thôi bây giờ về đi, Chúa với Phật là đấng cứu thế đó, mà nó còn hại, còn giết, còn khủng bố, còn du không rồi đủ thứ vô chi Minh Tuệ. Bởi vậy nhưng mà cái thời buổi ngày hôm nay nó rất là quan trọng, bởi vì họ coi như là nói chung là mượn đạo tạo đời, mượn chánh pháp để hành tà pháp. A Di Đà Phật. Vâng, kính thưa quý vị, trong những giây phút cuối cùng của chương trình phóng sự cộng đồng hôm nay, chúng tôi hướng về ở tại thành phố Gia Lai, phải không thưa? Dạ, Gia Lai. Và chúng tôi đã thấy những hình ảnh của những cái nhà tài trợ, những cái tổ chức họ đã cung cấp cơm gạo, tất cả những cái đồ làm từ thiện lên trên cái tỉnh Gia Lai, thì cái điều đó cũng là một cái sự phấn khởi, vui mừng vì tất cả mọi người đều hướng về một cái sự việc. Qua một cái cuộc chiến tranh dai dẳng 50 năm, chúng ta đã thấy bao nhiêu người nằm xuống. Và hôm nay thì có thể nói rằng chúng ta có một Thích Minh Tuệ nói lên một cái tiếng nói cho mọi người biết rằng tất cả mọi người đều có thể trở thành vĩ nhân dù với hai bàn tay trắng. Cảm ơn quý vị cũng giống như cảm ơn Du Tăng Thích Minh Tấn đã đến cùng với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Dạ, kính thưa quý vị, một lời kết là Gia Lai là một lãnh địa, một chiến địa, nhưng mà bây giờ trở thành một thánh địa. Gia là nhà, gia là quốc gia, gia là nhà. Còn Lai là đảo Lai, là trở lại. Còn Lai là Như Lai, là cái nhà của Phật. A Di Đà Phật. Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Kính lạy quý vị.